Nuôi ruồi lính đen bằng bã đậu nành. Những dụng cụ phục vụ cho quá trình nuôi ruồi lính đen. Khay bít một tấc 40 x 60 x 10 cm, có thể mua 5 đến 10 cái. Hộc nuôi 2 mét vuông, ngang 1 mét, dài 2 mét, cao 2 tấc. Hộc nuôi có hai đầu thoát như chiếc xuồng. Bùng nuôi nên căng bùng dưới mái tôn, có tôn sáng. Bình xịt nước, bình tưới cây. Thanh nẹp gỗ đơn đinh gút hoặc dùng dây rút buộc hai đầu. Trồng cây xanh ở trong bùng hoặc dùng cây giá thể giã. Quy trình nuôi như thế nào? Tóm tắt lại quá trình nuôi ruồi lính đen của trang trại chúng tôi như sau. Sau khi mua trứng ruồi lính đen về, bạn ủ trứng để cho đến khi chúng nở. Nếu bạn mua trứng ruồi giống từ trại chúng tôi sẽ có hộp ấp, thường là sau 48 giờ trứng bắt đầu nở, khoảng 3 ngày sau trứng nở hết. Sử dụng khay bít, lót một lớp bã đậu nành, sau đó trộn nhão cám gà con, cám cút trộn nhão với độ ẩm 60 đến 70%, lót lên trên lớp bã đậu nành. Đây là bước chuẩn bị thuốc lớn cho những ấu trùng non mới nở. Cám gà con, cám cút chứa rất nhiều đạm sẽ giúp ấu trùng non mau lớn. Đổ trứng và ấu trùng đã nở từ hộp ấp ra một tấm bìa carton cứng, sau đó đặt bìa carton lên lớp cám. Chú ý, không làm trứng bị ướt, ấu trùng nở ra sẽ tự bò xuống lớp cám để ăn. Sau 4 ngày, ngày thứ 5 ta nên chuyển chúng sang hộp nuôi diện tích lớn hơn, không cần cho ăn cám gà con nữa, vì chi phí cao nuôi ấu trùng thương phẩm sẽ không kinh tế, nên sử dụng bã bìa, bã đậu nành, phế phẩm lò mổ, phế phẩm nhà máy chế biến thực phẩm, thức uống, rau củ quả phế bò. Lưu ý rửa sạch, không sử dụng thực vật chứa thuốc trừ sâu, các chất thải có thuốc tẩy có hóa chất độc hại vân vân. Sau 2 tuần thì bà con có thể khai thác cho vật nuôi ăn. Trường hợp bà con muốn nhân giống ruồi lính đen thì sau 3 đến 4 tuần ấu trùng sẽ dần chuyển sang màu đen. Ta phân lập tạo điều kiện cho tách lông đen ra, kích cho chúng chuyển hóa thành kén làm nơ thì bà con có thể đưa vào vùng chứa ruồi. Bố mẹ để chúng nở thành ruồi, bố mẹ giao phối và sinh sản. Sau 35 ngày tuổi chúng sẽ lột xác thành ruồi, bố mẹ giao phối và sinh sản và kết thúc vòng đời vào 42 ngày tuổi. Tùy theo nhiệt độ dinh dưỡng môi trường tại địa phương mà thời gian này có thể sẽ khác nhau. Trong thời gian 3 đến 4 ngày sau khi nở, ruồi sẽ bắt đầu giao phối. Sử dụng các thanh gỗ nẹp, buộc dây rút hay đóng đinh gút ở hai đầu để tạo khe hở cho ruồi đẻ vào. Thu hoạch trứng và quay lại quá trình ấp trứng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.